1. Arduino. 2. Cảm biến siêu âm. 3. Màn hình LCD. 4. Bo cắm. 5. Dây cắm. 6. Cáp USB. 7. Dây kẽm. 8. Dây nối đất. Dây bắt đầu nối chân 2, dây kết thúc nối chân 3, nối tiếp với con trở. Dây tay cầm nối chân GND của Arduino, chân là nối với chân 4, âm là nối với GND của Arduino. Kết nối LCD với Arduino, axel kết nối chân A5, cable A kết nối chân A4, chân VCC kết nối 5V, chân GND kết nối GND của Arduino. Sơ đồ kết nối. Nhạc cốt vào mạch. Nhớ đăng ký kênh và bấm theo dõi để xem những clip mới nhất.